Hello cả nhà. Ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 12 2022 ha. Quang Đen đã có mặt tại đó. Quang Tiểu Hổ nè. Ngày hôm nay là ngày rằm á cả nhà. Rồi tại ở đây còn ba với mèo mà Quang Đen không mua được. Tại vì ông nói là có người đặt cọc rồi. Có người đã đặt cọc mấy bé này để làm thịt nhậu rồi. Đó, 12 người nhậu ba mấy mèo này. Thì bây giờ ông không bán. Đó, bây giờ qua hôm đây không biết làm sao để cứu mấy đứa đây. Đó, nó có nhiều cái khổ không? Đó, giờ không biết làm cách nào để cứu tụi nó đây. Khi mà qua ông đang tới thì ông đang lấy bao này, ông bắt chuẩn bị mần á mọi người. Đó. Giờ qua, giờ không biết làm sao đây. Không biết làm cách nào đây. Thương lượng sao bây giờ? Đó. Khách nó đặt rồi. Ông nhất quyết ông không có bán rồi, làm sao đây, làm sao cứu con đây?